bao việc Chúa nằm trong mô ba ngày. Chúa đã thanh hoa vào các phần mô của những người tin tưởng vào Chúa, và ngay cả thân xác của họ còn nằm trong lòng đất, họ tin rằng họ sẽ sống lại như Chúa. Xin cho người thân của chúng con an nghỉ trong ngôi mộ này, đời ngày Chúa là sự sống lại và là sự sống, sẽ cho sống lại trong vinh quang. Xin cho tôi tới Chúa là linh hồn Maria được nhìn thấy ánh sáng tôn nhan trong nước Chúa, Chúa hằng sông hằng trì muôn đời. Amen. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu Kitô đấng đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta có chết cũng sẽ được sống đời đời. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương khi người bạn Chúa là Lazaro chết. Xin nâng đỡ chúng con trong lúc buồn sầu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nâng kẻ chết sống lại, xin ban cho người thân của chúng con sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa đã hứa phúc thiên đàng cho người trộm lành thông hôi, xin đưa người thân chúng con vào hướng niềm vui nước Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Người thân của chúng con đã được rửa sạch bởi phép rửa tội và được sức dầu bằng dầu cứu rỗi. Xin ban cho được tham dự tình bằng hữu cùng các thánh của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Người thân của chúng con đã được nuôi dưỡng bằng